Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư tiện tử là Phong đây Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một dự án mà nó đang làm gắn liền với một cái sự kiện thể thao nha anh chị Đó là Olympic Paris ở trong thời gian tới Và đối với cái lần Olympic này á, thì cái dự án này nó cũng sẽ có những cái trò chơi để anh chị có thể kiếm thêm thưởng ở trong quá trình mà cái đồng này nó ra mắt ha Thì đối với dự án ngày hôm nay nó mang tên là The Meme Games nha anh chị nhá Và nếu như anh chị nào mà xem video này mà muốn đầu tư thì anh chị cũng lưu ý rằng đây là video quảng cáo cho nên anh chị hãy tự đưa ra quyết định đầu tư của bản thân mình nhá. Và đối với thời điểm hiện tại thì họ đang có những cái chiến dịch à, vừa marketing này vừa có những cái động thái để mà mở bán cái đồng token của họ nha anh chị. Thì hiện tại đã họ đang gom được là khoảng 233.000 đô. Đây là một dự án khá mới anh chị. Thì trong vòng 2 ngày nữa thì họ sẽ tiếp tục tăng cái mức giá nha anh chị của cái vòng resale này lên hiện tại thì một cái đồng meme game á là nó à, có mức giá là 0.00905 thì sau 2 ngày nữa thì họ sẽ tiếp tục tăng lên và những cái con số mà họ sẽ uh, gọi như là huy động vốn ở trong thời gian tới á, nó có thể là lên đến hàng triệu đô nha anh chị nha lên đến hàng triệu đô đối với những cái vòng bán resale này thì anh chị có thể là xem xét qua có thể là mua thông qua Ethereum, USDT uh, và cũng như là thẻ tín dụng tùy theo uh, cái phương thức anh chị muốn nha và đối với cái vòng bán resale này thì nó cũng có những cái chương trình đi theo khá là hay anh chị thì đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu về năm cái nhân vật meme con ở trong này nha anh chị nha như là BB uh, cũng là một dự án rất là nổi tiếng đúng không chị? Hay là Dotcon, Red này, Turbo này hay là Whip này Thì đây là những cái nhân vật meme con ở trong thị trường crypto nha anh chị nha Thì những cái nhân vật này nó cũng sẽ là những cái nhân vật ở trong game nha anh chị Thì đối với những cái nhân vật này thì nó sẽ tham gia một cái cuộc thi chạy nha anh chị 1 à, 169m ha à? Và nếu như ai mà đến trước thì à, Thì những anh em nào mà vote cho những nhân vật đó thì sẽ có cơ hội để trúng thêm những cái phần thưởng là token là có thể trúng thêm những phần thưởng token nữa anh chị Thì đó cũng là một cái điểm khá là hay để anh chị xem qua cái chương trình của họ Và mỗi lần mà anh chị mua Mỗi lần anh chị mua một lần á Thì anh chị sẽ được gọi như là bốc thăm một cái nhân vật Anh chị sẽ được chọn một cái nhân vật Cứ mỗi lần anh chị mua là như vậy thì anh chị sẽ được nhận nhiều hơn Và anh chị có thể là chia ra nhiều lần mua thay vì là mua một lần Để mà anh chọn những cái nhân vật này ha Và khi mà anh chị chọn càng nhiều thì cái cơ hội anh chị trúng càng gọi như là lớn hơn thôi đó, và để mà anh chị chọn nhân vật á Thì anh chị có thể là kéo xuống như thế này nè ha, Họ sẽ có cái phần play to win Là khi anh chị mua cái đồng cần như em nói á, Thì anh chị sẽ có thể là chọn một cái meme uh, Một cái nhân vật meme ha anh chị Thì anh chị có thể là chu meme ở đây Bằng cách là kết nối ví Và ở đây điều kiện là anh chị phải mua ha Anh chị mua xong Thì anh chị mới chọn được Và khi mà anh chị chọn được á Thì sau này thì họ sẽ phát những cái phần thưởng drop cho anh chị uh, Thông qua uh, cái ví hoặc là những cái nút Claim, ha, thì anh chị có thể là theo dõi thêm ở trên Twitter của họ nữa đây Anh chị có thể là vào ở trong Twitter của họ nhé Họ sẽ có những cái thông báo, họ sẽ có những cái cập nhật Đây là kênh The Meme uh, Game Twitter nha anh chị nhé Và khi anh chị uh, tham gia vào dự án này, anh chị đầu tư Thì anh chị nên follow cái dự án này Nên follow ha, và khi mà anh chị follow Thì anh chị sẽ bám chặt hơn với những cái thông báo Ví dụ như là lúc nào listing này Lúc nào mà có thể là nhận được cái bonus, những cái phần thưởng của những cuộc thi chạy á. À, thì anh chị có thể theo dõi thêm ở trên cái uh, trang twitter của họ nhé và đối với dự án này thì chúng ta cũng đã hiểu qua một tí về cái nhân vật của họ về cái lối chơi game file của họ à, ở trong cái dự án này rồi ha thì bây giờ chúng ta có thể là kiểm tra một tí ở cái phần là audit thì họ đang được audit bởi solid group nè anh chị anh chị có thể là kéo xuống như này À, để xem những cái thông tin mà họ đang được audit ha? và cái phần audit cũng rất là quan trọng để cho biết được rằng là uh, cái hợp đồng thông minh của họ, cái contract của họ có thể là uh, tăng phí hay không, giảm phí hay không, và nó có nguy hiểm ở trong cái quá trình chúng ta đầu tư hay không. Thì đối với Solid Group thì họ cũng đã có những cái thông báo, ha? họ sẽ có những cái thông báo ở đây để anh chị xem. Ví dụ như là là ownership thì không có thể là chỉnh sửa được ở trong contract này nè. Đó, và cũng như là uh, những cái ownership á, thì không có thể là min ra thêm những cái token mới họ à, Có nghĩa là cái lượng token thì đã được xét uh, mặc định rồi Và họ không có thể là đụng chạm gì vào ở trong cái lượng token đó nữa cả Thì đây là cái điểm mấu chốt an toàn uh, khi anh chị uh, muốn đầu tư về dạng này Thì anh chị có thể là xem qua ha Rồi thì về cái phần uh, token á, thì anh chị cũng nên xem qua một tí về cái sự phân bổ của nó đúng không ạ Thì ở đây uh, resale họ đang bán là 38% nè anh chị nào Stacking là 10% Uh, project Fund là cái quỹ của dự án á, là 17,7%, game winning là trả thưởng cho những người mà chơi game mà nhận được token bonus anh chị là 9,3%, liquidity là tạo thanh khoản này là 10% và marketing là 15%. Thì đây là những cái con số em thấy cũng tương đối là hợp lý và họ có sẵn cái contract ở đây ha, có sẵn contract ở đây để anh chị có thể là uh, theo dõi contract đó để xem contract đó nó có đúng như những gì họ đang được audit và họ đang làm uh, phân bổ như ở đây hay không. Và ở trong thời gian tới thì anh chị thấy rằng là cái game này họ sẽ bắt đầu chạy và khởi chạy rất là lớn ở trong thời gian tới ha Từ ngày 28 tháng 8 cho đến là ngày 8 tháng 9 của năm 2024 Thì anh chị nào mà tham gia đầu tư về dự án này thì có thể là xem để chúng ta có thể tham gia vào những cái chương trình, những cái cuộc đua Ở trong thời gian tới ha và nhận được thêm nhiều cái phần token hơn Và kèm theo đó thì anh chị cũng có thể là xem xét qua về việc stacking hơn Nếu anh chị muốn nhận thêm lãi thì cái mức lãi của họ hiện tại cũng khá là lớn Và khi anh chị stacking ở đây á thì anh chị sẽ nhận được cái đồng token là meme game luôn nha anh chị nha anh chị có thể là kênh ở đây bằng cách là chỉ kết nối ví và trong ngày hôm nay thì em đã giới thiệu nhanh cho anh chị về cái dự án the meme game này để anh chị xem về một cái lối chơi mới về những cái nhân vật meme con được kết nối vào trong cái cuộc thi Olympic crypto này nha anh chị nha. thì khi mà anh chị đầu tư thì anh chị lưu ý đây là video quảng cáo hãy tự đầu tư theo cái góc nhìn phân tích của mình nhé. rồi thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung của video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau.